xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại video này của Xoài Non. Ngày hôm nay thì sẽ là một video mà Xoài và Hiếu về thăm gia đình bên ngoại nhà mình. Thì hôm nay video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong nhà mình và những cái nơi nào mà có rất là nhiều kỷ niệm của mình nha. Thôi đi vào thôi. Thật ra thì cái căn nhà này nó đã được sửa sang lại rất là nhiều lần rồi. Tại vì nếu mà để về nguyên thủy của nó thì nó sẽ rất là cũ. Nhưng mà những cái cánh cửa này thì vẫn giữ lại hết này mọi người. Tân tân. Đây là hình ông ngoại mình. Còn đây là bà ngoại mình. Hi hi. Na du. Bà ngoại chào mọi người đi. Hi mọi người. Hi mọi người. Bye bye. Còn đây là... trong đây có một cái buồng, đây mình sẽ bật đèn lên. Đèn đâu ấy nhở? Đây. Đây là buồng ngủ của bà ngoại mình. Đấy, thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Còn bên ngoài đây thì nó sẽ dành cho khách. Khách đến hay là mấy gì đến ở, hay là mình về nhà ở thì mình sẽ ở đây. Nhưng mà mình cũng không bao giờ nằm ở đây, mình chỉ nằm võng thôi, mình thích nằm võng. Đây, chiếc võng huyền thoại của mình. Thân thân. Thôi bây giờ mình sẽ lên lầu ha. Thì nướng. Đi qua đây. Đây, thịt nướng. Con xin cậu. Ăn thử đi. Sao thấy ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Cắt chết. Thôi ăn xong rồi đi quay chưa? Quay tiếp. Đi. Còn bây giờ thì mình sẽ lên lầu. Không gian rộng không? Thích nhở? Ở đây là buổi tối lên đây mát lắm á. Nói chung là nhà Trang vừa mới được sửa lại vào khoảng tầm 1 năm trước thì được sửa lại hết. Nên thành ra là nó bị thay đổi khá là nhiều. Nhưng mà mình rất là thích cái không gian mà ở trên đây bởi vì nó thoải mái. Mọi người thấy cảnh đóng MV không? Dù là cuộc sống của Trang bây giờ nó kiểu ở trên thành phố thì nó khá là tấp lập. Nhưng mà bản thân Trang thì Trang luôn cảm thấy thích những cái cuộc sống yên bình như ở dưới đây hơn. Còn đây là bếp. Bếp chỉ có một cô nàng. Quyến rũ. Quay qua chào mọi người đi. Hello mọi người. Đây là mommy của mình. Đây. Đây là bàn ăn nhưng mà không bao giờ ăn ở đây. Tại vì ở quê mình hay có phong tục là ăn sẽ trải chiếu xuống dưới đất để ngồi ăn. Kiểu như là ăn cơm dưới đất ấy. Nói chung là sống kiểu phong tục người Bắc hồi xưa. Tại gia đình mình là người Bắc mà. Đấy. Đấy, còn đây là nơi rửa chén này. Còn kia là phòng vệ sinh. Còn đây là phòng tắm. Đây, như mình nói đây này. Mình nói các bạn hồi đấy á, thì sẽ bơm nước ở trong cái đây này. Nó là một cái giếng trời luôn. Là nó sẽ đổ nước đầy cái này luôn. Mỗi lần tắm thì sẽ bơm nước vào đây. Ở dưới quê thì hồi đấy người ta sẽ là như vậy. Còn đây là vườn nhà mình thì vườn này thì hay nuôi gà. Đây, đây là cây chanh thì phải. Đây là cây chanh này. Mọi người nhìn trái chanh luôn này chồng. Mấy chanh ở dưới đây thì mình không phun, không thuốc thì nó sẽ bị sâu rất là nhiều. Hồi đấy có một cái chuồng gà ở đây này. Nhưng mà bị cho rồi thì sao? Đây, trong đây là cái gì ta? Đây để em vô coi là biết điện gì. À, chỗ nuôi gà. Hồi đấy là nhà nuôi gà nhiều lắm. Hồi đấy là nuôi đợt ông bà ngoại mình nuôi phải 20 con đấy. Xong rồi đi xong một đêm về nó xuất hết 20 con luôn. Hôm bữa. Cái hôm mà về đám cưới chị hai đấy. Xong rồi sau một đêm bà ngoại đi, cái ông ngoại ngủ ở nhà nó lấy hết 20 con đi luôn. Thế là mất gà luôn, mất tiêu luôn. Mất gà luôn. Mất tiêu luôn. Bắt con gà đi. Bắt con gà. Thôi, dừa lắm. Ba bắt hả? Ôi. Không được, em ghét gà lắm. Chỉ cần ngửi mùi gà em mắc ói rồi. Cái này, cái chôm chôm này. Phải không? Thôi không được. Thôi con sợ lắm. Thử thôi. Ôi. Thôi dơ lắm. Da tí thôi. Khôi. Ôi. Ôi.
chỉ đi ké thôi chứ con không ôm đâu. Hồi đấy bác, nhà bác em có cái chuồng heo á. Má, bây giờ còn heo là em sẽ cho anh vô ở chung với nó. Hồi đấy ở dưới quê nó hay có mấy cái kiểu như là cái chậu bé này chỉ để nấu ăn á. Đây nè, hồi đấy mọi người hay đốn củi ở nhà thì bây giờ vẫn giữ cái đốn củi này. Cái này là để đun nước sôi khi tắm, tại vì hồi đấy thì nhà không có bình điện nước nóng á. Thành ra là bây giờ cũng sẽ đun nước sôi cho em tắm hết. Tại vì kiểu như là vẫn giữ cái nét này á để cho nó cảm thấy gia đình ấm cúng á, với lại là em cực kỳ thích cái không gian này luôn. Bình thường á thì sẽ vẫn nấu đồ ăn vào ngày Tết á, thì sẽ vẫn nấu đồ ăn ở đây. Còn ở ngoài đây á thì vào ngày Tết á, khi mà nhà mình mà làm bánh chưng á thì sẽ để củi như ở trong đây nè, xong rồi đốt nồi bánh chưng rất là to, nồi bánh chưng phải to như thế này nè. Là Tết năm nào ông ngoại mình cũng sẽ nấu bánh chưng thì bây giờ cũng sẽ đem vào đây để có thể đun phải 12 tiếng. Vào khoảng tầm vào 3-4 giờ sáng á, thì họ đun bánh chưng mới xong. Mình cảm giác là mình mở cái nồi bánh chưng ra để mình lấy cái bánh chưng mình vớt ra. Mình cảm giác mình thấy mình thích cực kỳ, kiểu như háo hức. Lần đầu tiên mà mình được làm, mình cảm thấy mình thích cái bánh chưng nó như thế nào. Sẽ là một cái kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời của mình. Sao bác? Ăn đi. Sợ nóng không ấy? Không, vừa ăn mà. Vừa ăn luôn em. Việt Nam có tính cần cù thì ra đất cửa cù ăn ngay. Wow. Không có gì ngoài hơn nhỉ? Ba ơi, bữa nào có bút kể xuân đổ hướng và Nam Bắc thế là ba con mình mang mấy này ra được. Cá viên gì? Ồ, ba không chuông con. Cá viên gì? Ơi! Con cá viên gì ơi? Đi! Con nãy giờ, nãy con thấy con đi ngang qua, con không nghe cô mà con không nghe. Hello. Hello. Ăn không? Không ăn hả? Ăn không? Chú mua cho. Mang luôn. Không nha. Tao bé mua mấy cây. Ba cây nhà có thịt bò với cái túi lắm con. Nghe sợ. Thôi, trang bao à? Hiện gọi thêm đi. Con đi cắt rau đây. Ba ơi! Ba đi cắt rau ở đâu đấy? Con đi qua với. Ba mất tiêu rồi. Ba đợi con với. Bây giờ em phải giả bộ em nắm tay em cùng anh băng qua đại dương. Cùng anh băng qua bao đại dương. Cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời. Đau bụng quá. Cái này là hạt điều này, thấy không? Cái này hạt điều này. Trái điều, ba không cho đó là hạt điều. Ơ, rau ngót đây. Không phải như mình hả? Nhưng mà mình chắc là mình. Chắc là... Ba bảo là chẳng ngon đâu. Ba bảo chẳng ngon ấy. Ngại quá, lệ đi ba. Trong đấy còn bao. Này, ba, nguyên một cành bự luôn. Con có làm gì đâu. Đây ba lệ. Ngại quá. Hai bà con đi hái rau ngót. Không phải đi hái rau ngót đâu, đi tỉa trộm rau ngót thì ta. Ba đây. Ngót đây. Thì ba ăn trộm mà. Quay clip lên là quay cho hai bà con đi hái trộm. Quay đừng quay. Sao vậy? Chúng anh tính làm cái gì đấy? Bẹ. Em mét ba này. Ăn thử trước. Sao ăn đi xong mà trả lời xem ngon không? Anh nên xin lỗi ba mẹ và tất cả cô chị chú bác đi. Bởi vì sau khi tung video này lên mọi người sẽ thấy điều đấy. Em xin lỗi ba mẹ, cô chú bác. Ông bà. Nhớ biết em đến sườn không? Tự đi ra mà lấy. Thôi. Thôi anh hư lắm nha. Không được đâu. Ba mẹ em không nhập làm sườn ngon thật.
Đấy, để con. Này. Để con. Để cho mắt anh đưa Uber rồi đây. Được chưa cậu? Thêm nữa không con? Thêm đây cậu. Trời ơi, con thích ăn bơ này, bơ sống lắm á. Thế á? À, con... Cái này sống luôn mà. Cho thêm miếng nữa vàng. Trời ơi, cậu đừng dậy em. Có thêm muỗng mà nút thì nó hay hơn. Có người không ăn được. Rồi, đây đi nhá. Ông ơi. Cậu thấy con... Cái có uống chưa không? Để... Cậu có thấy con nữ cung da chanh không? Hả? Cậu có thấy con nữ cung da chanh không? Thế sao cậu? Quá giỏi. Quá giỏi, đây món này nữa. Con biết không? Cho ít vào. Cho nửa thôi. Con ngại á, cậu đừng khen. Đưa về cô nhờ. Ít thôi, còn đến lần sau. Thôi cho thịt bò vào đi. Đây thịt bò đấy. Thịt bò ba. Thôi để cuốn cho, cuốn ăn nửa cung da chánh hả? Wow, ghê chưa? Wow, về được cậu nhỉ? Nữa đi. Đây đâu rồi cậu? Sao canh rau ngót ngon không? Nãy đi trộm mà. Anh chỉ mới đi trộm đúng không? Công nhận. Đồ quê à? Chất lượng cát à? Đúng rồi. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà anh công nhận là đồ tươi đúng không? Ừ. Tươi không có bị giống như trong Sài Gòn ăn thì nó hơi đây ta còn mua kiểu siêu thị những đồ công nghiệp đây tất cả những mới có là mình ăn đây là mình mới hái hái trộm hái ngoài kia luôn hái rõ cô hái tôi cắt rôm bên này không mọi người có nghĩ cần thêm bơ không con thấy hơi ít bơ đấy. Được, thêm miếng nhá. Ăn cái này cho nhiều bơ ăn ngon mọi người ạ. Như các bạn cũng đã thấy thì đây là bữa cơm gia đình của gia đình mình ở dưới quê. Nói chung là ấm cúng mà mọi người luôn ngồi quây quần với nhau để ăn ở đây. Hey, mình nói các bạn đây là nhà mình hay trải cái chiếu này ở ngoài đây để được ăn chung với nhau. Đấy, đơn giản nhưng mà ấm cúng. Đó là những cái điều mà Trang rất là thích và Trang luôn trân trọng những cái điều này. Chắc là Trang sẽ xin chốt cái video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã có cái video này. Và đây là cuộc sống của Trang. Và Trang muốn đem điều đó đến cho mọi người. Và mong mọi người coi video này thật là enjoy. Và cảm ơn mọi người. Mong mọi người hãy ủng hộ Bơ và Xài nha. Love you mọi người. Love you, bye bye.